Vâng, trận vừa rồi là chúng ta là coi như là vượt khó rồi. Coi như là vượt khó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận chung kết của trận đấu đầu tiên. Quân Seng, Kenny Seng, Kenny Seng. Bên kia Greg cho Son đi. Vâng, Seng Pơ, thơm quá. Bên kia là IA và Mark C. Bên mình là Seng Pơ. À, đúng là khi mà đã vượt được khó một trận, cảm giác Quân nó dễ thở. Bên kia lớp là người cầm IA và Mark C là của nguyên thủ Xuân Thư. Quân như này thì tôi nghĩ là đánh hai chém cho nó phụ. Bài đẹp đánh hai chém cho nó phụ. Vâng, đây là Persia. Quan trọng là Quân thì là đẹp rồi. Bây giờ là quan trọng là đồ ăn như thế nào nữa. Trong map la này, Seng Pơ Pan là ba cái loại quân mà nó nghe thấy cái tên thôi cũng đã làm cho đối phương cảm thấy nó khiếp sợ rồi. Đây là bài Pơ. Bài Pơ này thì bộ đầu xa quá. Không vui lắm khi nhìn thấy quả phụ. Tôi cần là voi hiêu thì chưa thấy nhiều. Vàng thì đã là vàng đẹp. Đối với Persian đánh chém thì một cánh rừng thôi là ok. Bài này có độc xa thực sự. Ra như mà gỗ đầu nó xa như này mà có đồ đưa về thì có thể cắt bớt ra ăn quả vẫn ép gỗ được sớm. Là tí. Cảm giác là bà cũng chưa có gì khởi sắc lắm nhỉ. Còn thực ra thì Quân thì là nghe thấy cái tên này thì là ai cũng thích rồi. Quan trọng là bài nữa. Còn đánh map 22 này với cả đánh map solo, Quân 50%, bài 50%, tôi nghĩ là như thế. Vâng, khi mà đánh 4-4 thì có thể một bài mà ở trong cánh lên lời muộn vẫn có thể thi đấu về sau được. Đánh 2-2 này thì mỗi người cần một cánh rồi. Bài mà xấu thì có khi thậm chí là còn hoảng luôn đấy. Yamato thì anh em có thể biết rồi. Bữa chém của nó là siêu rẻ. Đây là bài Seng đối với tôi à, không, như vậy có thêm quả ở đây nữa thì đây cũng phải không phải một bài Seng quá xấu. Bãi quả phụ là bãi quả phụ đôi. Thôi cũng chấp nhận. Ăn được 4 quả đẹp là ăn được 4 cây đẹp là ok. Quay trở lại với bài của Phạm Anh Nhi. Vâng, dần thứ 22 sinh ra rồi, bây giờ mới có vâng, mới có con voi để có thể đưa về. Bà này buộc phải ăn quả phụ thôi. Ấy da, như vậy là trên này còn voi và còn hiêu ở đây nữa. Nhưng mà vẫn ăn quả phụ thôi. Lát nữa thì đá bầy hiêu thì có tay thì đá một hai con về chiếc BS. Và câu nốt voi về. Ra bài này bài lực vẫn cứ là rất khỏe. Có điều là không đột biến thôi. Là bài của Tí. Tí rồi có đóng chiếc bé thứ hai hay không? Có chiếc bé thứ hai. 25 giật. Tôi vẫn chưa đoán được rằng game thủ Tí sẽ đánh cái gì. Cái nhà này rất dễ không cho. Và vừa đánh A. Vừa đánh cục. Cái này là Hoàng Nhi là 10.
10, 15. Công giáp là đầy đủ dành cho con ngựa giỏi. Vậy là chọc chéo luôn, chọc thẳng vào nhà Yamato. Vậy là Persian bên này cùng cánh với Maxe, với đèn đấy. Maxe đâm đi Persian không lấy gì để đỡ được. Và bên kia đội bạn lên đời, thậm chí là cũng ngang với bên mình đấy, không hề vớ vẩn đâu. Thực thì của Hoàng Mai Nhi là rất rất khỏe, tí cũng là ok thôi. Thì cái bài này là bài tí mà QR sẽ nó sẽ nở hết ra phía bên ngoài. Có con tê của game thủ cầm máu 2 không được. Và như vậy là bên lớp cũng không dám vào. Bạn đánh hai chém rồi, không có bài đánh không lại. Đây là Hoàng Mai Nhi. Vậy Hoàng Mai Nhi đang chọc chéo được vào nhà của game thủ cầm máu 2. Bên lớp, bên lớp bị con ngựa giò rồi. Khả năng Vlog cũng sẽ sang nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi ngay bây giờ. 700 thực dành cho game thủ cầm bơ dẻ cũng thật. Hoàng Mai Nhi có lên cái đào vàng hay không? Như vậy mất con người giò, không, vẫn chạy được. Còn con người giò thì nó đang chọc, nó đang chọc nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, đây rồi. Vâng, game thủ tí báo về là Vlớp ăn vàng giữa bản đồ. Win rồi, win rồi, win rồi. Vâng, win rồi. À chưa, vâng, chưa, chưa. Bên kia dường như Maxe đánh cũng à. Chưa thấy ngựa giò cũng như ngựa chém của ông Maxe đâu cả. Tôi nhầm đấy. Người đen ở phía bên ngoài vẫn còn bãi quả. Không sao, hơi yếu một tí thôi, anh ba cũng được. Vâng, Vlớp resize luôn. Vâng, Vlớp resize luôn. Vlớp bài vâng, quá đen cho Lớp. Nói chung là đối đầu với Semper thì có cái gì đấy cũng là một cái khó. Như vậy là bên này là vâng, bên này đánh y thủ đến từ game thủ Xuân Thứ. Y thủ thì cũng không xoắn. Bây giờ đánh chết Yamato rồi thì vâng, Seng chuyển cung A là đội bạn cũng tịt cửa thôi. Úi dồi ôi, cái lòng mạch vớ được 3 con voi chỗ này thì thơm. Nhưng mà khả năng cũng khó ăn khi mà đường đi quân của game thủ Xuân Thứ. Vâng, như vậy là trận đấu đầu tiên hai game thủ của Hà Nam chúng ta đã có một màn lỗi ngược dòng. Vâng, bị dẫn trước 1-2 và bật lại 3-2. Sau cái trận vượt khó và trận chung kết chúng ta được cầm Semper. Kết liễu được và kết thúc được trận đấu đầu tiên.